Ủy ban châu Âu EC ngày 6 tháng 9 công bố nhiều quy định mới đối với du khách Nga muốn xin thị thực nhập cảnh Liên minh châu Âu EU. Đây là những biện pháp trừng phạt mới nhất của EU nhằm vào Moscow liên quan đến xung đột tại Ukraine. Các bộ trưởng EU tuần trước đã nhất trí ngừng thực thi thỏa thuận tạo điều kiện cho việc cấp thị thực giữa EU và Nga ký năm 2007, không hẳn đồng nghĩa với một lệnh cấm đi lại hoàn toàn, nhưng đề nghị Brussels soạn thảo các quy định mới. Theo đề xuất trên, người Nga xin thị thực vào khu vực tự do đi lại Schengen, gồm 22 nước EU và Na Uy, Ireland, Thụy Điển và Liechtenstein. Giờ đây sẽ phải trả một khoản phí là 85 euro thay vì 35 euro như trước. Thời gian giải quyết đơn sẽ kéo dài từ 10 đến 15 ngày, trong một số trường hợp có thể tới 45 ngày. Việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, người xin thị thực sẽ phải cung cấp nhiều tài liệu hơn.